Xe gỗ xoan 70 triệu. Khoảng 70 triệu thôi chú Tâm nhỉ. Đoạn cuối cùng rồi. Làm nhanh lên. Mạnh lên nhá. Mấy ông này trưa nay cho nghỉ hết cơm. Còn mấy bà kia nữa suốt ngày xem xe thôi. Đấy. Đoạn cuối cùng rồi. Vẫn được chú ạ, vẫn vào. Đoạn này vẫn vào. Với cái chân. Như này đỡ được rồi chú. Đấy. Lấy cọc, lấy dây về kéo cọc. Chú cứ lấy dây lên đơ không là được. Ôi, thế được rồi. Không, của chú đừng vặn nhá. Đấy, như này thôi, vào một bên thôi. Vào một bên được rồi. Đỡ phát nữa xong. Xe xoan khủng khiếp. Xe xoan như này cơ nhỉ? Hả? Nó quay ấy. Xe xoan khủng khiếp như này. Đem đi bán. Ừ. 70 triệu. Trăm. 70 cái thế nào anh? Thôi 70 thôi. 70 thôi. Đó cái bình thường. Trăm nặng đô á nhỉ?